Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với AZ Rancho Channel. Mình là Phát Nguyễn. Hôm nay sẽ là một cái video clip để review về cái sản phẩm là sưởi. Bây giờ cũng là mùa đông rồi, thời tiết cũng đang bắt đầu trở lạnh và mình thấy rất là nhiều bạn có nhu cầu mua sưởi và hay hỏi là loại sưởi nào tốt, loại sưởi nào bền và sử dụng phù hợp cho cái hộ của mình. Cho nên là hôm nay mình sẽ làm một cái video clip để review lại những cái loại sưởi mà mình đang sử dụng, cũng như phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng loại để các bạn có thể là lựa chọn một cái sưởi phù hợp nhất cho cái hộ của mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần nội dung chi tiết. Vỗ tay, vỗ tay. Đầu tiên thì trên thị trường bây giờ thì nó sẽ có hai cái loại sưởi mà gọi là phổ biến và giá cũng là ở tầm tầm trung và chất lượng thì nó tương đối tốt, đó là sưởi Atman. Đây là cái sưởi Atman, một cái sưởi 300W. Còn dòng gì thì mình coi coi, nó là dòng AH AH 300. Thì cái sưởi này thì theo như khuyến cáo thì sử dụng cho hồ 300 lít. Và một cái sưởi loại khác nữa là sưởi Brehiha. Dòng này là hình như dòng HE 300, cũng là sưởi 300W luôn. Thì hai cái sưởi này thì về ngoại hình thì nó khá là đẹp, khá là ngầu, nó được thiết kế hoàn thiện rất là tốt, mọi thứ đều rất ok. Và mình khuyên các bạn nên mua sưởi thì mua những cái loại nào nó giá nó liền, nó tương đối tầm khoảng 150 trở lên, hạn chế mua những cái loại sưởi rẻ tiền. Ví dụ như cái loại sưởi này mình là hồi lúc đầu mình cũng mua thử thì mình thấy nó rẻ lắm, hình như là dưới 100.000 một cây, cũng là 200-300W gì đó. Mình mua hai cây nhưng mà về rồi xài được có vài lần thì một cây nó bắt đầu nó bị đứt, nó cháy. Một cây thì vẫn cháy đèn bình thường nhưng mà không không nóng nữa. Cho nên là kinh nghiệm bản thân mình là nếu mua thì mua đồ nó không phải là hàng hiệu nhưng nên là hàng tốt, để tránh cái tình trạng là sử dụng được vài lần là nó hư. Ok, quay lại vấn đề chính là hai cái loại sưởi mà mình muốn so sánh trong cái video này. Đầu tiên là mình nói về cái phần ngoại hình ha. Thì sưởi Atma nó to hơn, cái ống nó rất là to. Tuy nhiên thì nó lại không có cái lớp bảo vệ, nhựa bảo vệ này. Cái lớp nhựa bảo vệ này thì ngoài cái tác dụng bảo vệ cá để không bị chạm vào sưởi để bị phỏng á, nhưng mà mình nghĩ chắc trong nước thì nó cũng không quá ảnh hưởng. Tuy nhiên thì nó cũng có khả năng thứ hai là bảo vệ chúng ta khi chúng ta vô tình chạm vào. Cái này thì mình bị rồi, tức là khi mình lấy sưởi ra khỏi hồ á, mình nghĩ là nó không nóng nhưng thực ra cái lúc bạn lấy ra cái này nó rất nóng. Nếu không cẩn thận có thể phỏng tay nha. Cho nên cái này nó có độ an toàn cao hơn. Tuy nhiên thì nhìn lớp vỏ nó hoành tráng vậy thôi chứ mình thật ra bên trong nó rất là ốm yếu các bạn. Cái này hồi trước mình tháo ra được mà bây giờ sao mình gắn vô bây giờ không, bạn nhìn thấy cái ống bên trong nó rất là ốm. Đó là về ngoại hình ha. Còn về cái dây á, thì cái sưởi Atman có sợi dây dài hơn, sưởi Beriha có sợi dây khá ngắn các bạn, cho nên đây cũng là một cái điểm bất tiện nếu mà cái hồ nó hơi xa ổ điện hay là nó như nào đó thì cái dây này có thể là cắm không tới, các bạn phải sử dụng thêm ổ cắm để nối. Đó là một điểm mình thấy hơi bất tiện đó khi sử dụng cái BDH này. Còn Atman thì dây khá dài nên cái việc cắm là khá vô tư. Cái vấn đề quan trọng nhất là cái hiệu quả hoạt động của nó. Thì nếu mà so sánh hai cái sưởi này với nhau á, thì mình đánh giá cái Atman này có nó tốt hơn. Tại vì trong khuyến cáo nó sử dụng cho hồ 300 lít thôi nhưng mà thực tế thì mình sử dụng cho hồ 600 lít nó vẫn đảm bảo được nhiệt độ. Còn con cái Beriha này mình sử dụng cho hồ khoảng tầm 600 lít thì nó không đủ. Nó không đủ công suất để sử dụng cho hồ lớn. Cho nên nếu các bạn có hồ lớn thì các bạn nên sử dụng Atman, còn nếu các bạn sử dụng cho hồ khoảng tầm 300 lít thôi thì có thể sử dụng thì nên mua Beriha. Và nếu Beriha thì nên chú ý đến vấn đề dây nha. Dây khá ngắn. Cái này mình thấy nó hơi bất tiện đối với mình luôn, tại vì ổ cắm điện mình bố trí sẵn hết rồi, bây giờ dây ngắn quá không cắm được, phải nối dây này nọ thêm thì nó rất là phiền. Và cái giá bán thì Atman này như giá bán mình nhớ là cao hơn Beriha một chút. Atman là như 200 một cây, Beriha là 160. Đó là cái phần phân tích về hai cái loại sưởi như thế nào.
Thì ở trong video này thì mình sẽ chỉ review đơn giản vậy thôi. Còn cái việc mà các bạn lựa chọn cái loại sưởi nào để phù hợp với cái hồ của mình cũng như phù hợp với cái túi tiền của mình tùy thuộc ở các bạn. Ok, nếu các bạn thấy video này hay hữu ích thì nhớ like và subscribe kênh của mình. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.